Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình đang có trên tay là chiếc Realme C11, một sản phẩm rất là mới của nhà Realme các bạn ha. Vừa được Realme chính thức trình làng. Chiếc Realme C1 này nó sẽ mở chiếc máy trong phân khúc giá rẻ của Realme. Rồi thì ở đây hiện tại thì mình có trên đây là chiếc máy màu xanh bạc hà, và máy nó sẽ có một cái máy thêm một cái máy màu xám các bạn ha. Rồi cái đây thì cái tổng thể hộp máy bề ngoài của chiếc Realme C11. Phía sau thì chúng ta sẽ có thông số, những thông số kỹ thuật cơ bản ha, RAM, ROM, EMAI. Phía trước thì nó cũng giống như những chiếc Realme trước đó, là có một màu vàng đặc trưng ha. Rồi chúng ta tiến hành đập hộp xem bên trong chiếc Realme C11 có sản phẩm có gì đặc biệt không ha. Rồi máy thì mình đã mặc ra thử rồi ha. Đây thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn, một que chọc sim, không có ốp lưng kèm theo các bạn ha. Sản phẩm chính của chúng ta màu xanh bạc hà. Rồi phụ kiện kèm theo thì sẽ có cốc sạc, cáp sạc, micro các bạn ha. Micro USB. Đây, vô sản phẩm chính. Rồi, điều đầu tiên mà khi chúng ta cảm nhận vào chiếc Realme C11 này thì có thiết kế phía sau nhìn khá là bắt mắt các bạn. Nhìn thiết kế rất là bắt mắt các bạn ha. Về thiết kế thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó có sẽ một chữ Realme dài trên cụm camera, và thiết kế phía sau là nhám rồi ha, với vân nhám. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái màn hình ở đây là 6.5 inch với độ phân giải là HD LED, IPS LCD. Và tất nhiên thì chúng ta sẽ có Android 10 trên chiếc máy này. Android 10 các bạn ha. Thì máy này hiện tại là hỗ trợ RAM được 2GB, bộ nhớ trong 32GB. Và camera thì chúng ta sẽ có hai camera phía sau được thiết kế rất là ấn tượng. Nằm cụm vuông vức cộng chung cái đèn LED các bạn ha. Đây, chúng ta sẽ có camera chính là độ phân giải 13 megapixel và một camera phụ là 2 megapixel. Chúng ta sẽ có camera selfie phía trước với độ phân giải là 5 megapixel các bạn ha. Màn hình giọt nước với camera trước 5 megapixel. Máy thì chúng ta sẽ sử dụng được hai SIM cộng một thẻ nhớ các bạn nha. Hai SIM cộng một cái thẻ nhớ. Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến tối đa là 256GB. Một dung lượng cũng rất là nhiều các bạn. Thì chiếc Realme C11 này nó có dung lượng pin đến 5000mAh, và con này thì không có hỗ trợ sạc nhanh, nhưng mà nó có một tính năng rất là đặc biệt là có thể sạc ngược cho qua các thiết bị khác các bạn. Pin 5000 và có khả năng sạc ngược nha. Máy thì hỗ trợ cổng sạc micro USB, không có tai nghe kèm theo nhưng vẫn có jack 3.5 để hỗ trợ các bạn ha. Đây là cụm cái viền loa cũng khá là mỏng. Nói chung là máy thiết kế với cảm giác cầm nắm rất là thoải mái. Khi các bạn mua thì máy mới thì nó đã có sẵn cái miếng dán trên màn hình ha, các bạn không có tốn phí để dán thêm cái màn hình. Phía sau thì thiết kế viền vân nhưng mà rất là khó bám vân tay các bạn, khó bám vân tay và mồ hôi. Chiếc máy Realme C11 này thì nói chung là thiết kế cũng khá là đẹp và bắt mắt các bạn. Cái cụm camera nó chỉ hai camera thôi nhưng mà nó thiết kế kiểu vuông vức, giống như những chiếc máy mà có 4 camera bây giờ các bạn. Nhưng mà thiết kế camera phía sau này không lồi lắm nha, nó cũng không lồi lắm. Máy này thì hiện tại là đang được bán với giá là 2 triệu, giá hiện tại được bán với giá là 2.690.000 tại Thế Giới Động các bạn ha. Rồi
Rồi, với chiếc máy giá 2.690.000 cho phiên bản RAM 2GB và bộ nhớ trong 32GB các bạn ha. Pin 5.000. Hiện tại thì cái con này nó sử dụng con chip là Helio G35 8 nhân nha. Cho chúng ta trải nghiệm về những cái game cũng tương đối là ok các bạn. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về chiếc Realme C11. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn là sao. Bye bye.